bảng đấu tử thần Euro 2024 đã xác định được đội tuyển Tây Ban Nha là đội đầu tiên giành vé đi tiếp. Lúc này, ba đội bóng còn lại gồm đội tuyển Italia, Albania và Croatia sẽ cạnh tranh vị trí thứ hai. Ngoài ra, vị trí thứ ba cũng nhận được sự chú ý khi vòng 1-8 sẽ lấy thêm bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Trở lại với lượt trận giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Albania, không tốn quá nhiều thời gian, giới mộ điệu đều có chung dự đoán đội bóng mạnh hơn đội tuyển Tây Ban Nha sẽ giành thắng lợi. Theo đó, đội bóng xứ bỏ tót đang có phong độ tốt khi đánh bại hai đối thủ sừng sỏ đội tuyển Croatia và Italia. Bên kia sân, đội tuyển Albania bằng mọi giá phải thắng mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại không thắng 6 trong 8 trận đấu gần nhất, rõ ràng ngay cả một DIM cũng là nhiệm vụ nằm ngoài tầm tay Albania. Đáng chú ý, Albania từng thua cả 3 trận đối đầu vừa qua trước đội tuyển Tây Ban Nha và người hâm mộ càng thêm lo lắng về viễn cảnh đội nhà sẽ nhận thêm một thất bại. Trong phần dự đoán tỷ số của trận đấu, chú mèo nổi tiếng CSS cũng có chung quan điểm với những nhà phân tích và giới mộ điệu về khả năng đội bóng mạnh hơn đội tuyển Tây Ban Nha giành thắng lợi. Theo đó, chú mèo tiên tri CSS đã lựa chọn đĩa thức ăn đại diện cho đội tuyển Tây Ban Nha ở phần dự đoán. Sau hai trận ở bảng B, đội tuyển Tây Ban Nha đã giành được ngôi đầu bảng. Đội bóng xứ sở bò tốt là những ứng cử viên được đánh giá cao ở bảng đấu này nhưng không ai nghĩ rằng đội tuyển Tây Ban Nha có thể vượt qua vòng bảng dễ dàng đến vậy. Đoàn quân của Luis La Fuente mở đầu giải đấu với chiến thắng với tỷ số 3 một trước Croatia trước khi đánh bại đương kim vô địch đội tuyển Italia với tỷ số 1-0. Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với mục tiêu giành toàn thắng vòng bảng của một giải đấu vô địch châu Âu lần thứ hai. Họ đạt được thành tích đó lần đầu tiên tại Euro 2008 và sau đó lên ngôi vô địch. Năm 2016, đội tuyển Albania không thể vượt qua vòng bảng tại Euro 2016 dù thắng một trong ba trận. Thành tích buồn ấy có thể tiếp tục khi đội tuyển Albania phải giành được một chiến thắng nếu muốn tiếp tục hành trình đến châu Âu. Tuy nhiên, trước một đội tuyển Tây Ban Nha có phong độ rất cao, mục tiêu đó được cho là bất khả thi. Đội tuyển Tây Ban Nha và Ý đều có chiến thắng ngày ra quân, trong khi đội tuyển Tây Ban Nha hủy diệt Croatia với tỷ số 3-0. Nhà đương kim vô địch Euro cũng ngược dòng đánh bại đội tuyển Albania với tỷ số 2-1. Lúc này, hai đội đang chia nhau vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng và chắc chắn mục tiêu của họ là quyết tâm giành chiến thắng trong trận chung kết của bảng đấu để chiếm lấy lợi thế. Sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển Tây Ban Nha chắc chắn là đội được đánh giá cao hơn. Trước một Croatia luôn khó chịu ở những giải đấu gần đây, đội tuyển Tây Ban Nha khiến tất cả bất ngờ bởi chiến thắng áp đảo của mình. Đánh bại đội tuyển Croatia với tí số 3 0 là điều không nhiều đội bóng làm được, do đó kết quả này khiến vị thế của đội tuyển Tây Ban Nha tăng đáng kể. Trong khi đó, đội tuyển Italia gây thất vọng khi chỉ thắng đội tuyển Albania với tí số 2-1. Trước đối thủ yếu nhất bảng, chiến thắng của đội bóng áo thiên thanh không làm nhiều người hài lòng. Tuy nhiên sự thật là nhà đương kim vô địch Euro đã chủ động chơi chậm sau khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Dù chiến thắng gây nhiều tranh cãi, nhưng rõ ràng đội Teuia Italia chưa dùng hết thực lực ở trận đấu vừa qua. Điều đó khiến đội tuyển Ý trở nên khó đoán hơn ở trận đấu tới. Họ luôn nổi tiếng với thứ bóng đá thực dụng, phòng ngự chắc và đề cao tính hiệu quả. Phong cách của đội tuyển Ý tương phản với tư duy kiểm soát, tấn công vũ bão của đội tuyển Tây Ban Nha. Trận đấu tới là màn so tài của hai đội bóng hàng đầu châu Âu, hai phong cách bóng đá đội lập và ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng B. Đây hứa hẹn là một trận đấu căng thẳng và hấp dẫn về chiến thuật. Từ những gì đã thể hiện, đội tuyển Tây Ban Nha chắc chắn là đội được đánh giá cao hơn. Ở lượt đấu trước, đội tuyển Tây Ban Nha đã thắng Italia với tỷ số 1-0, trong khi đội tuyển Albania xuất sắc cầm chân đội tuyển Croatia với tỷ số 2-2. Lúc này, đội tuyển Tây Ban Nha đã chắc chắn đi tiếp với vị trí đầu bảng B khi có 6 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Albania sẽ phải cố gắng để đánh bại Tây Ban Nha ở trận tới Hồng mong có suất đi tiếp. Khoảng cách giữa họ với đội đang xếp thứ hai Italia chỉ là 2 điểm. Hơn nữa, chỉ có thắng đội tuyển Albania mới thực sự có hy vọng, đơn giản bởi đội đang xếp sau họ là Croatia, một điểm, cũng có thể vượt lên nếu đánh bại được đội tuyển Italia. Tuy gây ấn tượng mạnh ở Euro 2024 lần này với sự quyết tâm, màn trình diễn máu lửa và có tới hai lần dẫn trước khi gặp đội tuyển Italia và Croatia, nhưng so về đẳng cấp và thực lực, đội tuyển Albania khó so được với Tây Ban Nha. Cả 8 lần đụng độ, độ đội tuyển Tây Ban Nha trong quá khứ, đội tuyển Albania toàn thua, ngay cả ở trận này. Dù có thể điều chỉnh về nhân sự thì Tây Ban Nha chắc chắn cũng sẽ không nương tay. Đơn giản bởi đội tuyển Tây Ban Nha cần sự chuẩn bị tốt nhất về thể chất và tinh thần khi phía trước họ sẽ là vòng 1-8 đầy thử thách và khốc liệt.